Rồi chúng ta cùng đếm nhá. 3, 2, 1. Wow. Ê là chị Quỳnh ạ, chào bác sĩ ạ. Vâng. Bác sĩ chào tất cả các bạn. Bác sĩ có thể phân tích qua cái video hình ảnh trước điều trị của chị Quỳnh được không ạ? Đây là kết quả kết quả điều trị của khách hàng Quỳnh. Chị đã đến với viện thẩm mỹ điều trị một cái liệu trình trẻ hóa đa nội bào. Thì trước khi điều trị, nám trên da hai bên gò má thì xuất hiện rất là nhiều. Đấy, thì các bạn có thể đây quan sát sau khi kết thúc quá trình điều trị. Đấy, vùng nám của chị trước đây thì rất là rõ, nhưng hiện tại thì đã mờ đến 90%. Đấy, vì là cái tái sinh được cả cái vùng thượng bì và trung bì của da. Chị có cảm nhận như nào sau một đợt liệu trình điều trị vừa rồi? Mình cảm thấy rất vui và tự tin hơn rất nhiều. Chị Vân, có chị Vân là khách hàng của bên em hôm nay cũng mới đến đầu tiên, thì chị Vân bảo cũng muốn xem qua để xem là cái hiệu quả của bên mình thế nào. Chị Vân có câu hỏi gì cho chị Quỳnh không? Chị Quỳnh ơi, cho em hỏi là trong quá trình mà mình điều trị ấy, thì mình có cảm giác đau hay là mình có phải nghỉ dưỡng gì không chị? Không, mình thấy đều tất cả đều bình thường mà. Rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Em thấy hôm nay là da mặt của mình rất là xinh rồi, chắc là chị Quỳnh cũng đang rất là cảm thấy vui. Rồi, thật thấy rất vui. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể nói sâu hơn một chút xíu về cái phương pháp trẻ hóa đa nội bào, vì sao có thể điều trị nám một cách dứt điểm như kết hợp với cả cái điều trị vùng thượng bì của da, điều trị vùng nám. Nám thì đa phần nó nằm ở thượng bì của da và có một phần nó nằm ở trung bì, thì mình sẽ cấy những cái tinh chất để ức chế quá trình hình thành nám, kết hợp với cả biện pháp là phá nám bề mặt bằng laser. Kèm theo đó nó là sử dụng những biện pháp bảo vệ, ví dụ như là đưa những cái dưỡng chất để phục hồi da hư tổn, cũng giống như là bảo vệ da bằng kem chống nắng, cũng giống như là những cái kem dưỡng da. Đấy, thì cái biện pháp tổng hợp như thế sẽ giúp cho giải quyết được triệt để cái những cái vấn đề trên da của khách hàng. Thứ vấn đề thứ hai là vấn đề nám thì cũng được cải thiện một cách đáng kể. Ngày đầu tiên mà chị Quỳnh đến ý, thì em nhớ là chị Quỳnh có hỏi là ở đây có điều trị được nám chỉ sau 60 phút mà hết nám không ấy. Bác sĩ có nhớ không? Bác sĩ rồi, đúng chị rồi. Quỳnh có đòi tôi đã hỏi như thế. Tôi đã trả lời với chị Quỳnh rồi đúng không? Là không thể đúng không? Vâng. Chúng ta phải làm việc với nhau một cái khoảng thời gian rất là dài. Một cái liệu trình của bác sĩ đưa ra thì chị đã tuân thủ rất là tốt, thì chúng ta mới có kết quả như này. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh có muốn nói gì với bác sĩ hoặc là còn muốn hỏi gì bác sĩ nữa không ạ? Nếu không thì em sẽ xin phép là kết thúc live stream tại đây ạ. Chị rất cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Arina thì đã cho chị được tự tin hơn. Vâng, lúc đấy thì em thấy chị Vân lý do đi làm đẹp của chị Vân thì là chị Vân bị chồng chê, bị xấu đúng không chị? Đúng rồi. Chị Quỳnh ơi, cho em hỏi là nhưng mà chị Quỳnh có một cái slogan rất là hay mà chị Quỳnh có chia sẻ với em nha. Cho chị để chị có thể đến đây và để làm đẹp. Thật ra thì chị chỉ muốn rằng là tự mình làm đẹp cho mình thì mình sẽ tự tin hơn, sẽ thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hay thế nhỉ. Thế em cũng phải học hỏi từ chị rồi. Làm đẹp là cho bản thân mình đúng không chị? Cho bản thân mình đầu tiên. Cảm ơn chị, em xin phép kết thúc livestream ở đây nhé. Chào bác sĩ, chào chị. Chào tất cả mọi người nhé. Vâng, chào.